Silo Green ra hậu tòa vì cáo buộc sử dụng chất kích thích lên một phụ nữ tên từ Los Angeles. Vào hôm thứ Sáu vừa qua, nam ca sĩ Silo Green đã phải ra hầu tòa để chuẩn bị cho một phiên điều trần vào tháng 4 sắp tới, được thành lập xung quanh cáo buộc bỏ thuốc kích thích đối với một phụ nữ vào năm 2012. Trong một phiên tòa diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, nam ca sĩ của ca khúc Crazy đã phủ nhận trước cáo buộc nói trên và hiện đã được lên lịch để ra điều trần vào ngày 28 tháng 4 sắp tới. Theo truyền thông đưa tin cho biết, thì Silo Green đã tìm cách bỏ thuốc kích thích vào đồ uống của một người phụ nữ khi cả hai người cùng đi ăn tối tại Los Angeles. Sự việc nói trên đã xảy ra vào năm 2012 và khiến cho Silo Green, tên thật là Thomas DeCarlo Callaway, phải nhận một cáo buộc trọng tội. Theo sau vụ bê bối trên, vào tháng 2 vừa qua, nam ca sĩ nổi tiếng này đã tuyên bố về việc rời bỏ ghế giám khảo của cuộc thi The Voice tại Hoa Kỳ. Theo trang tin TMZ.com cho biết, người phụ nữ có liên quan trong vụ việc đã nộp đơn tố cáo Silo Green về tội quấy rối tình dục. Tuy nhiên, đơn tố cáo nói trên đã bị bác bỏ bởi các công tố viên vì chưa có đủ bằng chứng để cấu thành tội danh.